Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đề ra 10 giải pháp nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu mục tiêu kéo giảm 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019, góp phần tạo dựng điều kiện trật tự, an toàn, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của mỗi địa phương và cả nước. Cụ thể, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện năm An toàn Giao thông 2020 với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe. Chủ động tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các dịp cao điểm về trật tự an toàn giao thông và các vấn đề nóng nổi cộm. Phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn xe mô tô, xe máy trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế. Đôn đốc kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ, quản lý nghiêm chất lượng, bảo đảm an toàn giao thông các công trình dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải, tiếp tục triển khai xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Đối với Bộ Công an, tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, lái xe chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường, cương quyết trấn áp, trừng trị những đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ, người đi mô tô, xe máy vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, chỉ thị số 32 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương về tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chống xe dù, bến cóc, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện cơ giới, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông vừa chuyển đến quý vị và các bạn nội dung 10 giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Bài viết đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam số ra gần đây. Chương trình phát thanh hôm nay của Đài Truyền thanh huyện Chư Mờ Ga đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và anh đã mơ về ngôi nhà. Tiền ở đâu mà mơ về nhà với cửa với ông xã? Không chỉ có mỗi nhà đâu bà xã ơi. Chỉ cần gửi tiết kiệm 25 triệu tại Vietbank, gia đình mình đã có cơ hội trúng căn hộ trị giá 1,5 tỷ. Rồi 5 gói bảo hiểm nhân thọ trị giá 500 triệu, 8 gói trang trí nội thất trị giá 400 triệu cơ đấy. Chỉ cần gửi 25 triệu thôi là đã có cơ hội trúng lớn vậy hả ông xã? Chuẩn luôn. Không những thế, khách hàng gửi tiền tiết kiệm còn có cơ hội nhận ngay bình giữ nhiệt, dụng cụ làm bếp, cây lau nhà, nồi cơm điện, máy lọc không khí. Hôm trước đồng nghiệp công ty anh đi gửi tiết kiệm còn trúng luôn giải lộc phát 1 triệu đấy. Vậy khoản tiền thưởng dự án anh mới nhận mình đem gửi luôn đi anh. Mấy khi nhiều ưu đãi lớn thế này phải tranh thủ ngay ông xã ơi. Được, lên xe anh chở tới Vietbank luôn. Vietbank tiết kiệm trúng nhà nhận quà sức khỏe. Hotline 1800 1122 hoặc truy cập website www.vietbank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.